thọ quán niệm xứ Vedana Nupassana Patipatthana ba tâm quán niệm xứ Citta Nupassana Patipatthana bốn pháp quán niệm xứ Dhamma Nupassana Patipatthana. Bốn niệm xứ này lấy ngũ uẩn hai danh sắc làm đề tài quán niệm. Thân quán niệm xứ là niệm sắc uẩn, thọ quán niệm xứ là niệm thọ uẩn, tâm quán niệm xứ là niệm thức uẩn, pháp quán niệm xứ là niệm tưởng uẩn và hành uẩn. Thật ra, pháp quán niệm xứ là niệm của năm uẩn, vì là quán năm triền khải, năm thụ uẩn, 12 xứ, 7 giác chi, 4 thánh đế. Quán niệm thân cũng có nghĩa là quán sắc, quán niệm thọ, quán niệm tâm nghĩa là quán danh, quán niệm nghĩa là quán danh sắc. Quán niệm xứ này là đề mục tu quán gọi là quán nghiệp xứ. Vipassana Kammathana tu quán tức là tu tuệ. Bành nhà tuệ thấy rõ thực tướng của danh sắc vô thường, khổ não và vô ngã. Tilakkhana tu quán dựa trên nền tảng giới, si lá, định, samadhi, tuệ, bành nhà tức là tăng thượng giới. Atisi là tăng thượng tâm, Atichitta và tăng thượng tuệ, Atibanya. Tu quán là cửa ngõ đi vào giải thoát, Vimokkhamukha. Giải chi tiết trong tu quán nghiệp xứ, Ajanna và sắc Rupa là đề mục tu quán. Danh Nama là pháp thực tính bao gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Sắc Rupa là sắc uẩn. Đây là danh sắc phân theo ngũ uẩn. Panchakkhandha nhân đề mục tu quán chỉ giới hạn trong phạm vi ngũ uẩn. Panchupadanakkhandha danh sắc phân theo thập nhị xứ. Dasa Yatana danh là ý xứ và pháp xứ, tâm sở. Sắc là nhãn xứ, nhị xứ, tỷ thứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Và pháp xứ, sắc tế. Danh sắc theo thập nhị xứ thành đề mục tu quán, ở đây giới hạn xứ hiệp thế. Lokiya Yatana danh sắc phân theo thập bát giới. Attha Rasattha tu danh là nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân giới, thân thức giới, ý giới, ý thức giới, pháp giới, tâm sở. Sắc là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, sắc giới, tinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới và pháp giới thuộc sắc tế. Danh sắc theo thập bát giới thành đề mục tu quán ở đây chỉ lấy giới hiệp thế. Lokiyattha tu danh sắc phân theo pháp hữu vi. Sankhara hay Sankhata Dhamma danh là tâm và tâm sở, sắc là sắc pháp. Danh sắc theo pháp hữu vi thành đề mục tu quán ở đây giới hạn pháp hiệp thế. Lokiyattha b trì quán tam tướng. Tilakkhana Nupassana là phương pháp tu quán tam tướng. Tilakkhana là ba đặc tính, ba tướng trạng của pháp hữu vi. Danh sắc hữu vi ba tướng là vô thường tướng, khổ tướng và vô ngã tướng. Vô thường tướng Anicca-lakkhana có bốn ý nghĩa. Diễn tiến sanh diệt Uppa-dawayat
Quattito, biến đổi Vibarina Mato, tạm thời Ta Vakka Likhato, trái nghĩa thường còn Nitrabatikhe Bato. Khổ tướng Dukkhalakkhana có bốn ý nghĩa: luôn bức xúc Afin Hassam Batibi Lanato, khó chịu đựng Dukkhamato, căn nguyên đau khổ Dukkhavatthuto, trái nghĩa với lạc Sukhapati Sukhapatikhe Bato, vô ngã tướng Anattalakkhana có bốn ý nghĩa: trống rỗng Sunyato, không sở hữu Asa Nikato, không diễn tiến theo tiềm năng, không diễn tiến theo quyền năng Awa Vatito. Không diễn tiến theo tam tướng có ba ý nghĩa chính: vô thường nghĩa là hoại tiêu Anicchan Khayathena, khổ nghĩa là kinh khiếp Dukkhan Khayathena, vô ngã nghĩa là không kiên thực Anatta Asarathena, tùy quản tam tướng là tùy quản vô thường. Anicca Nubbasana, tùy quán khổ não Dukkha Nubbasana, tùy quán vô ngã Anatta Nubbasana, thế nào là tùy quán vô thường? Hành giả quán xét bằng trí tuệ thấy rằng thân danh sắc này là giả tạm, luôn biến đổi, diễn tiến sanh rồi diệt, thấy rõ thực tướng của các pháp hữu vi là vô thường, như vậy gọi là tùy quán vô thường. Thế nào là tùy quán khổ não? Hành giả quán xét bằng trí tuệ thấy rằng thân danh sắc này luôn biến đổi, biến dịch bị bức xúc không kham nổi, thấy rõ thực tướng của các pháp hữu vi là khổ, như vậy gọi là tùy quán khổ não. Thế nào là tùy quán vô ngã? Hành giả quán xét rằng hành giả quán xét bằng trí tuệ thấy rằng thân danh sắc này tự sanh tự diệt, không có chủ quyền, không theo sự sắp đặt, thấy rõ các pháp hữu vi là vô ngã, như vậy gọi là tùy quán vô ngã. Tu tập tùy quán tam tướng là ba lối dẫn đến sự giải thoát, ba cửa ngõ đi vào giải thoát, gọi là tam giải thoát môn. Vimokkhamukha có ba sự giải thoát: Vimokkha, vô tướng giải thoát; Animitta Vimokkha, vô nguyện giải thoát; Abanihata Vimokkha, không tánh giải thoát; Sunyata Vimokkha, vô tướng giải thoát là gì? Sự thoát khỏi phiền não bằng thanh đạo mà bắt cảnh niết bàn ở khía cạnh vô tướng, không hiện tượng sanh diệt, đây gọi là vô tướng giải thoát. Vô nguyện giải thoát là gì? Sự giải thoát khỏi phiền não bằng thánh đạo mà bắt cảnh niết bàn ở khía cạnh vô nguyện, không ước vọng, đây gọi là vô nguyện giải thoát. Không tánh giải thoát là gì? Sự giải thoát khỏi phiền não bằng thánh đạo mà bắt cảnh niết bàn ở khía cạnh tánh không, tính rộng không, không có thực cả, đây gọi là không tánh giải thoát. Ba sự giải thoát này chứng đắc được do ba tùy quán tam tướng. Hành giả có tính mạnh, sung mãn, thắng giải, Atimokkha, Bahula, tu tập tùy quán vô thường, vị ấy sẽ đắc vô tướng giải thoát, Animitta, Vimokkha. Hành giả có định mạnh, sung mãn, tịnh an,
Thì bà khu lô tu tập tùy quản khổ não, vị ấy sẽ chứng vô nguyện giải thoát. Abhanihativit mokha. Hành giả có tuệ mạnh, sung mãn, mẫn tiệt. Quê đa bác khu lô tu tập tùy quản vô ngã, vị ấy sẽ chứng không tánh giải thoát. Sunyata vimokha. Ba pháp tùy quán được gọi là tam giải thoát môn. Vimokkhamukha. Một, tùy quán vô thường anicca. Upasana là vô tướng giải thoát môn. Animitta vimokkhamukha. Hai, tùy quán khổ não dukkha upasana là vô nguyện mất khamukha. Ba, tùy quán vô ngã anatta upasana là không tánh giải thoát môn. Sunyata vimokkhamukha. Khi bậc tu tiến ba pháp tùy quán này, lần lượt sẽ phát sanh 10 tuệ quán vipassana, ñāṇa. Không lâu sau khi tuệ quán cuối cùng sanh khởi thì đạo tuệ magga ñāṇa là quả tuệ phala ñāṇa. C, 10 tuệ quán vipassana ñāṇa là trí sanh khởi trình tự trong tu tiến minh sát. Một, thẩm sát tuệ samma na ñāṇa là trí quan sát ba tướng phổ thông vô thường, khổ não, vô ngã của danh sắc ngũ thủ uẩn. Quan thấy tướng vô thường là thấy danh sắc có tính chất tạm bợ, sanh rồi diệt. Quan thấy tướng khổ não là thấy danh sắc có tính chất đáng sợ, luôn bị bức xúc, bất an vì liên tục sanh diệt. Quán thấy tướng vô ngã là thấy danh sắc có tính chất rộng không, vô năng, không chủ quyền. Hai, sanh diệt udaya maya ñāṇa là tuệ thấy rõ danh sắc sanh và danh sắc diệt, thấy rõ sự biến đổi của các pháp hiện đại đang diễn ra. Tuệ này khởi lên có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, tuệ mới mẻ non nớt sẽ phát sanh 10 ấn chứng tùy phiền não. 10 tùy phiền não là ánh sáng Ô pha sô tiệp tuệ, nhà năng, hoan hỷ, bì tí, tịnh an, bách sát thí, an lạc, xú khăn, sát tính, atimok khô, cần giọng, bách ca hồ, cường niệm, ubat tha năng, xả nhiên, ubat kha, khát vọng, nít khanh tí, dễ sanh ngộ nhận. Giai đoạn này gọi là sơ cơ sanh diệt tuệ. Tarunudayak ñāṇa. Giải thoát đoạn sau, tuệ đến mức độ sanh, mức độ mạnh mẽ, sắc sảo, vượt qua tùy phiền não, không thể bị ngăn ngại bởi kiến chấp, mạn chấp và ái chấp. Giai đoạn này gọi là dũng lực sanh diệt tuệ. Balu Vadayap Ayanyana. Tánh tuệ phanh ca nhà ná là tuệ thấy hiện trạng danh sắc biến hoại tan rã. Khi hành giả ghi nhận sự sanh và sự diệt của danh sắc càng lúc càng nhanh, đến nỗi không còn kịp ghi nhận hiện tượng sanh nữa mà chỉ thấy hiện tượng diệt thôi. Ví như người ngồi xe, lúc đầu xe chạy chậm thì còn thấy cây bên đường đến rồi đi qua. Nhưng khi xe chạy nhanh thì chỉ thấy hàng cây vượt qua thôi. 4. Kinh uy tuệ.
Pha gia nhà nã là tuệ thấy tính chất đáng sợ của danh sắc, vì chúng hoại diệt quá nhanh và không ngừng nghỉ. Năm, nguy hại tuệ a đi na qua nhà nã là tuệ thấy sự nguy hiểm trong danh sắc hữu vi. Trước là thấy danh sắc đáng sợ kinh uy tuệ, sau thấy danh sắc nguy hiểm nguy hại tuệ. Như người đứng nhìn xuống hố trong với những mũi trong nhỏ mắt hoặc chĩa lên, trước người ấy thấy những châm nhọn đáng sợ, sau đó thấy hố trong nguy hiểm. Sao yểm ố tuệ nếp bi đà nhà nã là tuệ nhàm chán, chán ghét đối với danh sắc hữu gì? Bởi vì danh sắc sanh diệt biếu hại thật đáng sợ và thật nguy hiểm. Như người dân quê mò tay vào cái nơm bắt cá, túm nhằn con rắn, khi lôi ra thấy đó là con rắn hổ đáng sợ và nguy hiểm, anh ta chán ghét, không thích cầm nó trong tay nữa. 7. Dục thoát tệ ngôn chí túc cái gia tà nhà nã là tuệ quán chán danh sắc và muốn thoát khỏi hệ lụy các pháp hữu vi. Như anh nhà quê túm nhầm con rắn hổ, ớn nó, muốn vứt bỏ ngay, muốn nhanh chóng thoát khỏi nó. 8. Giảng trạch tuệ Patisan khà nhà nã là tuệ hồi quản tam tướng, phản chiếu cách hành vô thường, khổ não vô ngã, để củng cố tuệ mạnh hơn hầu thoát khỏi các pháp hữu vi hệ lụy. Như người nhà quê khi muốn thoát khỏi con rắn, muốn quăng nó đi, bèn nắm đuôi con rắn quay tích 2-3 vòng và buông tay, con rắn văng ra xa. Chính hành xá tuệ. Sankha Rupet Khà nhà nã là tuệ quán đã tinh thục và già dặn, nhìn tướng sanh diệt của danh sắc một cách bình thản, dững dưng không thấy sợ, không chán ghét, xem đó là vận hành tự nhiên của pháp hữu vi. 10. Thuận thứ tuệ Anulo Ma nhà nã là tuệ thuận theo trước và sau. Thuận theo trước là những cái nhìn danh sắc qua khía cạnh tam tướng như chính tuệ quán trước. Thuận theo sao pháp giác phần để nhập thánh đạo. Tuệ thuận thứ khởi lên trong lộ sắc, tuệ thuận thứ khởi lên trong lộ đắc đạo, mắt ra quỳ thiết. Tuệ này diễn ra vài sát na tâm. Đầu tiên có tên là sát na chuẩn bị, Thabika Barikam Makhana. Thứ hai là sát na cận hành, Ubacha Rakhana. Thứ ba là sát na thuận thứ, Anulo Makhana. Hành giả nếu hợp duyên chứng niết bàn ngay trong kiếp hiện tại, thì sau khi đạt đến hành xả tuệ, tính, tấn, niệm, định trở nên mạnh mẽ, thì tuệ thuận thứ sẽ khởi lên tạo thành lộ đắc đạo, cứu cánh của quá trình tu tiến tuệ quán. Nếu hành giả tu quán nhưng chưa hợp duyên đắc đạo hiệp thế thì chỉ đạt tới hành xả tuệ sanh kha trú bách kha nhà ná rồi dừng lại đó. 10. Tuệ quán hai tuệ minh sáng vipass sanh nhà ná là những tuệ tu tiến lấy tam tướng tilakha ná làm cảnh. Nếu kể 16 tuệ trong tăng thường Abhibhan nhà thì kể thêm 6 tuệ nữa là hai tuệ lấy danh sắc làm cảnh, phân định danh sắc tuệ, hiện duyên danh sắc tuệ. 3 tuệ lấy niết bàn làm cảnh, chuyển tộc tuệ, đạo tuệ, quả tuệ. 1 tuệ lấy đạo quả niết bàn là phiền não đã trừ làm cảnh, phản kháng tuệ. 16 tuệ thứ tự như sau: phân định danh sắc tuệ,
Một, phân định danh sắc tệ là nha ma rù ma ri đích chề là nhà nã. Hai, hiển duyên danh sắc tệ là ma rù ba bát chay cha ba rít cho hai nhà nã. Ba, thẩm sắc tệ sam ma sát nã nhà nã. Sáu, sanh diệt tuệ u đà dấp ba gia nhà nã. Bảy, ngoài tán tuệ hành ca nhà nã. Tám, kinh uy tuệ hoa gia nhà nã. Chín, nguy hại tuệ a đi na quá gia a đi na quá nhà nã. Mười, yểm xấu tuệ nếp vi đà nhà nã. Dục thoát tệ muôn chắc tức khăn gia tà nhà nã. Mười, giảng trạch tệ ba tí sanh khà nhà nã. Mười một, hành xả tệ khanh sanh khà rước bề khà nhà nã. Mười hai, thuận thứ tệ anu lô ma nhà nã. Mười ba, chuyển tộc tệ gồ trá phù nhà nã. 14, đạo tuệ mắc cái nhà nã. 15, quả tuệ hóa là nhà nã. 16, phản kháng tuệ bách cha quê khá nhà bách cha quê khá năng nhà nã. Còn tiếp bài sẽ biên soạn giáo trình. Hòa này đã hết. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Ngài Hòa Thượng Tề Siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Hàng thiện tinh mê mê trần cảnh nghiệp bụng bề nặng gánh lo con. Ít khi tâm trí rảnh ràng não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh Pháp thịnh hành ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và con kính dâng bích đến Ngài. Anh được một thời gian kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Từ Viên cùng chư Tụng Đức có mặt trong rừng. Thân chào quý tu tử, quý Phật tử. Các bạn ghi nhận cái thú vị hôm nay. Chúng tôi đổi ngày với Hòa Thượng Giác Đẳng để chúng ta học cái môn thắng pháp tối yếu. Tuần sau cũng vậy. Hôm nay chúng ta học qua cái phần B. Của trường Toán Yếu Kiệm Sứ.
nói về quán niệm xứ Vipassana Kamathana. Trước tiên là chúng ta nói đến đề mục tu quán, sau đó chúng ta mới nói chi tiết các cái khía cạnh liên quan đến đề mục tu quán. Ra thì đề mục tu quán là chúng ta lấy danh và sắc nam rupa, rồi niệm và tuệ trên danh sắc đó để thấy được cái đặc tính của danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Trong cái quá trình chánh niệm và tỉnh giác, danh sắc bằng cái phương pháp tùy quán vô thường khổ vô ngã thì tuệ sinh khởi. Tuệ đó chúng ta gọi là tuệ minh sát, Vipassana Ñāṇa. Tất nhiên đây chỉ là cái phần lý thuyết, còn khi mà chúng ta thực sự thực hành thì lúc đó tự chúng ta tinh tấn nỗ lực thì cái hiện tượng thuộc về tuệ quán nó phát sinh. Ở đây khi mà chúng ta nói đến cái điểm chính xác tùy quán vô thường khổ vô ngã thì cái đề mục danh sắc này chúng ta dựa trên bốn niệm xứ, cittaro satipatthana, tức là thời quán niệm xứ kaya dukkhasana satipatthana, thời quán niệm xứ vedana dukkhasana satipatthana, tâm quán niệm xứ citta dukkhasana satipatthana, pháp quán niệm xứ dhamma dukkhasana satipatthana. Những xứ này Đức Phật đã dạy rằng đó là con đường duy nhất, ekamaggo ekayano, con đường độc nhất đưa đến cái sự thanh tịnh cho chúng sanh. Cho nên khi mà chúng ta nhiều khi Phật tử chúng ta đọc ở trong kinh, đọc ở trong chú giải, hay là đọc ở trong thắng pháp,
chúng tôi thường chỉ thấy đề cập đến hay là chúng ta nói riêng về cái phần tuệ là đi thẳng vào cái phương pháp tu tập tùy quán vô thường, tùy quán khổ đau, tùy quán vô ngã. Chúng ta sẽ không nhận ra được cái chỗ nào được gọi là quán nghiệp xứ Vipassana Satipatthana Kamathana Kamathana. Cho nên cái điều này cần phải nói rõ để các Phật tử chúng ta hiểu được và chúng ta nếu có duyên chúng ta quyết tâm tu tập. Có những người nói rằng tu tới định xứ gọi là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, nhưng mà họ chỉ học được có cái là niệm thân là họ niệm hơi thở thôi, còn niệm thọ thì họ niệm cảm thọ, ghi nhận cảm thọ, niệm kim tức là họ ghi nhận kim sinh khởi, niệm pháp thì hậu quán niệm mình ngủ quẩn hay ngủ thủ quẩn chỉ vậy. Nhưng mà những vị hành giả đó khi hỏi ra đó thì họ không biết rằng là cái niệm thân thọ tâm pháp đó cái người mục nào địa mục định xứ nào ở thuộc về danh và địa mục định xứ thuộc về sắc. Và khi mà niệm danh sắc như vậy làm sao để đi vào cái ngõ minh sát cho phát sanh tuệ minh sát để đạt đến giải thoát môn, là cái cửa giải thoát, cửa ngõ đi vào giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta học qua cái phần này đó thì chúng ta hy vọng rằng sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ ràng, như là chúng ta nhìn cái bản đồ chúng ta biết con đường nào dẫn tới mục đích, chúng ta biết rõ. Nhưng cái này chúng ta phải có cái sự tác ý, phải hết sức là tác ý, khéo tác ý. Chúng ta tôn trọng cái yếu tố về niềm tin người cần, nhưng không phải chúng ta chỉ bằng cái niềm tin mà chúng ta tu tập không, mà chúng ta phải có cái sự tinh tấn. Nhưng mà không phải chỉ có cái niềm tin và có sự tinh tấn rồi và gắng sức là đủ, mà chúng ta phải có cái yếu tố trí tuệ. Bởi vì khi mà tu tập tuệ quán đó thưa quý vị, tu tập thiền quán là chúng ta phải có đầy đủ những cái yếu tố làm nền tảng mới có sự tiến bộ được.
Thì bây giờ chúng ta nói tôi muốn đề xuất là lấy ngũ uẩn hay danh sắc hữu vi để ngài. Trong bảy cái thân quán niệm xứ là chúng ta lấy sắc hay sắc quẩn làm đề tài, như là niệm hơi thở, hơi thở ra hơi thở vào nó cũng thuộc về sắc, mà điều đó là sắc tâm. Rồi niệm đại quy nhi, đi đứng đừng ngồi, rồi tiểu quy nhi, ghi nhận từng cử chỉ tác của mình, lúc và y phục, mang bình bát, bước tới bước lui, nhìn dưới nhìn lui, hay là khi đại tiện khi tiểu tiện cũng có chánh niệm ghi nhận biết rõ, thì vậy gọi là niệm tiểu quy nhi. Niệm thiển trược phân tích tứ lại hay là niệm hài cốt, cái đó cũng là thân quán niệm xứ mà thuộc về sắc hay sắc quẩn. Niệm thọ quẩn ghi nhận những cử thọ hỷ ưu khổ và xả, cử thọ sinh liên hệ vật chất và không liên hệ vật chất đều ghi nhận. Còn cũng quán niệm sức là niệm kiết quẩn, tức là ghi nhận tâm sanh chết tâm ba đắc. Khi tâm sinh khởi có tham, biết tâm có tham, không tham biết tâm sinh khởi không tham, nhưng có sân sinh khởi biết tâm có sân sinh khởi, tâm không sân sinh khởi biết tâm không sân, tâm có si biết tâm có si, tâm không si biết tâm không si. Phóng dật biết phóng dật tâm hung trầm biết là tâm hung trầm, định chỉnh lý về tâm định tĩnh, còn cái tâm không định tĩnh với tâm không định tĩnh vân vân. Thì như vậy chúng ta có những cái cặp phạm trù về tâm sanh. Quý vị muốn biết rõ cái này đó là chúng ta xem ở trong
Động ý lược thì chúng ta sẽ nắm rõ. Ngài Bố Tát Cô Sát này đã định nghĩa cho chúng ta biết. Còn ở trong Kinh Tạng thì Đức Phật là chỉ thiết, Ngài chỉ nêu ra cái chuyên tên đó, nhưng mà Ngài không giải thích tâm đó là tâm gì. Nhưng mà quyết khi bá tâm tứ loạn là tâm gì, sự khích tấn sinh thủ động là cái tâm gì, chúng tôi xem ở trong đó chúng ta sẽ thấy rõ. Còn pháp quán niệm sắc thì có một vài vị giáo thọ thì nói rằng là nếu niệm thân quán niệm xứ là đây là niệm sắc quẩn, thọ quán niệm xứ là niệm thọ quẩn, tâm quán niệm xứ là niệm thức quẩn, như vậy thì còn tưởng quẩn hành quẩn. Thì các vị giáo thọ thời xưa đó, có một số vị thì cho rằng pháp quán niệm xứ là niệm tưởng quẩn cho hành quẩn. Thực ra thì không phải chỉ có tưởng quẩn và hành quẩn không, thưa quý vị. Pháp quán niệm sắc, trong kinh Đức Phật ngày dạy rằng đó là quán năm triền cái. Năm triền cái này thuộc về hành quẩn, phải rồi. Nhưng mà khi nói quán năm thủ quẩn thì rõ ràng ở trong đó có sắc quẩn, sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn mà. Quán 12 xứ của vị, nó bao gồm cả danh là sắc. Bảy giác chi thì là hành quẩn thôi. Còn bốn thân niến thì nó cũng còn bị ngũ quẩn. Ngoại trừ diệt đế, lý bàn thì không phải là quẩn. Chứ còn ba đế kia nó thuộc về ngũ quẩn. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng có nghĩa là quán sắc quẩn, mà thọ quán niệm xứ. Nhưng quán niệm xứ là niệm thân quẩn, nhưng mà pháp quán niệm xứ đó thì là niệm danh quẩn và sắc quẩn. Cái này thì nó có một vấn đề rắc rối cho chúng ta một chút. Thật đầu thì quý vị bị rối. Như mọi người học Phật mà có trí tuệ thì chúng ta lý mất được cái chi pháp đó, thì chúng ta không có gì bị rối cả. Quý vị cố gắng lên. Như vậy thì bốn đề xuất này là đề mục tu quán, gọi là quán nghiệp xứ Vipassana Tumthana.
Nếu tôi nói là tu quán, ở đây có nghĩa là tu tuệ Panya Phavana. Tức là làm sao để phát triển cái trí tuệ thấy rõ thực tiến của danh sắc là vô thường, khổ đau, vô ngã. Cái này gọi là Tilakkhana. Bước đầu chúng ta định mở, mở được cửa đi vào trong cái cải cách tu tập tuệ quán rồi thôi. Nhưng mà trước hết là chúng ta phải hiểu rằng khi mình tu quán đó, hay tu tuệ, thì phải dựa trên nền tảng giới định. Rồi mới phát sanh tuệ. Hay là tu thượng giới Atisila. Cái gì gọi là cái bước đầu gọi là giới tịnh. Rồi giới tịnh đó, những tu tập tăng thượng tiên Atisita, tức là tâm tịnh, hay là tu thiền, nhưng mà cái tâm tịnh hay là tăng thượng tâm, hay gọi là định đó, để mà luyện nền sẵn cho tuệ, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng nó là sát na định khanika samadhi. Đúng với vị mà lấy cái phương tiện tuệ quán gọi là quán thừa, gọi là vipassana dhyana, tu thì thôi, hay gọi là xúc khắc vipassaka, vipassaka, xúc khắc vipassaka. Vị đó chỉ lấy sát na định để làm nền tảng được rồi. Hoặc là cao hơn chút là upachara samadhi, là cận định để làm nền tảng cho tu tuệ được. Nhưng mà thường thì ở trong kinh Đức Phật Ngài mô tả về cái quy trình tu và chức vụ giải thoát, thì Ngài lấy cái nền tảng là Apana Samadhi, tức là kiên cố định hay an chỉ định, tức là lấy sau khi nhân đã chế ngự được năm triền cái chứng là trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi định đó, lấy cái kiên cố định đó làm nền tảng cho quán, thì cái trường hợp này đưa một cái trường hợp viên mãn, thì cái trường hợp này đưa một cái trường hợp viên mãn, nói là Uphito pha các vị bất ký là câu phần giải thoát, tức là gồm cả hai, tâm giải thoát và tuệ giải thoát, có thiện chỉ có thiện quán luôn. Ở cái chỗ này chúng tôi thường
lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại hoài. Chứ nếu không khéo, có một số người họ nghĩ rằng là phải tu tập thiện chỉ trước rồi mới tu tập thiền quán sau để đắc đạo quả. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là ở trong thời Đức Phật có những trường hợp mà người ta chỉ cần đứng nghe Đức Phật thuyết pháp là người ta chứng, sau khi dứt bài kệ hay dứt thời pháp là người ta chứng tu được quần tu đà hàm, a na hàm hoặc a la hán rồi. Thì những vị đó gọi là xuất khấu bất sắc, là không có thiền. Lúc đó làm sao tu thiền kịp? Chỉ có những vị mà họ đã thuần thục về tác pháp thiền ở trong quá khứ do cái thường cận nghi duyên từng chứng thiền sinh quả phạm thiên, từ phạm thiên sanh lại đó, thì ngay trong phút chốc đó là họ triển khai thiền chỉ, họ chỉ chú tâm một thoáng là họ đã chứng được thiền định thần thông rồi, rồi họ chuyển qua thiền quán thì nhanh chóng đắc được đạo quả. Cái điều này không những người bậc xuất gia mà ngay cả người tại gia cư sĩ như là mẹ của thôn trưởng Matikagama ở trong kinh Pháp Cú con ghi lại đó. Thì sau khi bà được chư tăng truyền quy giới cho, rồi bà xin học đề mục thiền, thì chư tăng dạy luôn cả cái đề mục thiền chỉ và thiền quán cho bà. Chẳng bao lâu thì bà chứng được đạo quả a na hàm, luôn cả thiền định và quá thần thông. Và nhờ cái thiên nhãn thông và túc và tha tâm thông đó mà bà mới suy xét đến các vị tỳ kheo nhập hạ trong cái chùa của bà xây dựng đó. Rồi bà biết được các vị tỳ kheo này chưa chứng được đạo quả do trở ngại cái gì, và thấy là do nơi vật thực không hợp, gọi là ahara sapaya, là không có vật thực thích hợp, cho nên các vị đã tu hành không có kết quả. Bởi vì vật thực không thích hợp thì chướng ngại, mặc dù chỗ ở thích hợp, mặc dù ngôn ngữ thích hợp, hay là đề mục tu tức là pháp thích hợp, nhưng mà vật thực không thích hợp cũng là trở ngại. Thế thì bà nhờ biết được như vậy, bà mới hộ độ chư tăng bằng cách là bà hàng ngày thỉnh chư tăng đến ôm bác đi đến nhà để bà cúng dường vật thực. Thì bà dọn sẵn và dâng cho chư tăng hết cái bàn thức ăn đó. Rồi các vị tỳ kheo, vị trưởng lão Sư Huy Thọ nhận cái bàn đó rồi, rồi các vị tỳ kheo tuần tự đi qua, các vị đó ưng cái món nào là nhận lấy món ăn đó cho nó vừa hợp với mình, giống như ở buffet của chúng ta vậy. Vừa khi ra hạ các vị chứng a la hàm, ố chứng a la hán hết, các vị mới về chùa Chitavana để lễ Đức Phật và thuật lại cái sự kiện đó. Yến tháng và đại tín nữ đó. Như vậy trong trường hợp này cũng nhanh thứ gì, nếu mà có duyên lành sẵn thì họ cũng chứng nhanh, vừa có thiền không mà vừa cái nào hóa luôn. Nhưng mà trường hợp đó là cũng hy hữu lắm. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là khi mà chúng ta tu tập thiền quán thì chỉ có cái con đường duy nhất này là cửa ngõ đi vào giải thoát mà thôi. Tu tập thiền chỉ không có đi vào giải thoát, thưa quý vị. Tu tập thiền quán mới đi vào giải thoát. Cho nên nó được gọi là giải thoát môn,
gọi là quy mút khác, mút khác. Cái phần này chúng ta sẽ giải chi tiết trong cái tôn quán nghiệp xứ. Hôm nay chúng ta chỉ nói đến ba phần. Cái phần danh, cái phần danh và sắc là đề mục tu quán, như chúng tôi đã trình bày với quý vị khi nãy. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là danh sắc mặc dù nó bao gồm thọ tưởng, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, và sắc ở đây là sắc quẩn, nhưng mà sắc phân theo ngũ quẩn, bên chắc thanh thá là nói chung. Còn cái đề mục tu quán thì chỉ giới hạn trong phạm vi ngũ thủ quẩn, bên chúng ta đang nắc thanh thá thôi. Ở trong thân tịnh đạo giải thích rằng tại sao, và tại vì nếu như một người mà đã chứng được cái danh quẩn siêu thế, chứng được danh quẩn siêu thế, tức là chứng được đạo quả rồi, thì còn tu quán để làm gì nữa. Cho nên cái người tu quán đó chỉ lấy ngũ thủ quẩn, danh sắc ngũ thủ quẩn mà thôi, gọi là quyên chúng ta đa nát khanh thác trong cái phạm vi ngũ thủ quẩn đó. Chúng tôi cũng phải lưu ý điểm này chút. Chứ không thể nào mà tu quán lấy danh sắc nói chung rồi danh sanh khởi như là vừa khi tâm đạo, thánh đạo sanh khởi hay thánh quả sanh khởi, được cái ghi nhận đây là tâm đạo, đây là tâm quả, không phải vậy. Rồi cái quán tâm đạo tâm quả là vô thường, của nó vô ngã, thì cái đó là nó sai bét đi. Cho nên là chúng ta phải chú ý điểm này. Mọi người danh sắc phân loại phân theo thập nhị xứ thì chúng ta cũng biết, nếu mà học về thắng pháp đó, là chúng ta nắm được rồi, dễ lắm thưa quý vị. Danh ở đây tức là nếu nói theo thập nhị xứ thì ý xứ và pháp xứ tâm sở nó thuộc về danh, còn nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, tinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ sắc tế, 16 sắc tế, thì cái đó được gọi là sắc quẩn, gọi là sắc. Và danh sắc theo thập nhị xứ thành đề mục tu quán ở đây thì cũng chỉ giới hạn là xứ hiệp thế, lugiya giác giới, lugiya giác tỉnh á mà thôi, chứ không có lý ý xứ và pháp xứ của siêu thế. Chúng ta nhớ lưu ý điểm này. Còn danh sắc phân theo thập bát giới, athara sattatu, thì nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới, ý thức giới và pháp giới tâm sở, thì đó là danh. Nhãn giới, vị giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, sắc giới, thinh giới, khí giới,
vị giới, xúc giới và pháp giới thuộc sắc tế, thì đó là sắc. Nhưng mà danh sắc thập bát giới, hành đề mục tu quán ở đây thì chỉ lấy giới hiệp thế, luân giác tha tú. Bây giờ thì có lẽ là sẽ có một số người họ nói tại sao mà chúng tôi soạn bài hay là soạn sách nó chi li như vậy, nó thấy con quá. Nhưng mà thưa quý vị, sẽ có một lúc nào đó khi mà quý vị muốn nghiên cứu lại thì quý vị sẽ thấy cái điều này rất là quan trọng, điều này rất cần thiết. Đến lúc mà chúng ta muốn nghiên cứu, chúng ta không có những cái tài liệu mà được ghi chép rõ ràng thì chúng ta tự mình mày mò thì nó thì làm cho chúng ta bị bối rối, thưa quý vị. Cho nên quý vị chịu khó này. Còn danh sắc phân theo cái pháp hữu vi sankhara hay là sự khắc tham ma, danh tức là nguyên tư sở, còn sắc là sắc khác. Lúc nào cũng là danh, nhưng mà đó là danh pháp hữu vi, danh pháp hữu vi asankhata dhamma. Cho nên chúng ta không có nói đến ở đây. Ngay cả danh sắc mà phân theo pháp hữu vi đó, cái tâm siêu thế và tâm sở phối hợp, tâm siêu thế cũng gọi là danh, danh pháp hữu vi. Nhưng mà danh pháp hữu vi, danh sắc theo pháp hữu vi, thành đề mục tu quán ở đây cũng giới hạn cái pháp hiện thế lục vi giác tham á. Quý vị nhớ rõ cái chỗ đó. Dầu quẩn xứ giới hay là pháp hữu vi, chúng ta cũng phải đều phải giới hạn cái pháp hữu vi là cái pháp hiện thế. Ủ thủ quẩn hay là xứ hiệp thế, giới hiệp thế và pháp hiệp thế. Bây giờ chúng ta nói đến một cái chi tiết thứ hai, phần B đó, là chúng ta nói đến tùy quán tâm tướng tilakkhana nupassana, phương pháp tu quán. Chúng ta đã được nghe trong bài đọc đó, thì chữ tam tướng, chữ tilakkhana ở đây đó, là ba đặc tính, ba đặc tướng trạng của pháp hữu vi. Ba tướng đó là vô thường tướng, anicca lakkhana, khổ tướng, dukkha lakkhana và vô ngã tướng. Anatokana. Có người họ không có hiểu, họ không có vận dụng cái trí tuệ để hiểu cái chỗ này. Họ nghĩ rằng tại sao có chỗ thì nói quán vô thường khổ đau vô ngã đưa đến giải thoát, còn có chỗ trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật lại nói là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp đối với các pháp thì cũng tạo quả. Như vậy thì tu tập cái nào và cái nào đúng, cái nào sai. Nhưng mà thưa quý vị, như chúng tôi đã nói là khi đề cập đến tứ niệm xứ
là nêu lên cái đề mục để cho quán. Nhưng trước cho quán đó là chúng ta phải quán thọ, quán tâm, quán pháp qua cái tướng trạng, tức là vô thường, khổ đau, vô ngã. Chứ không có ngồi đó mà chúng ta niệm cái danh từ không. Ví dụ hơi thở ra, thở ra à, thở vô à, cứ thở ra à, thở vô à. Mà nếu mà chúng ta cứ niệm cái kiểu đó không, làm sao đắc đạo quả được. Chúng ta nhìn hơi thở, chúng ta phải thấy được, chúng ta phải định, phải phân định được danh sắc qua hơi thở. Và rồi chúng ta thấy cái hơi thở đó, nó có sanh có diệt luôn luôn, chúng ta gọi là vô thường. Mà cái gì sanh diệt vô thường thời đó là khổ. Và sanh diệt vô thường khổ mà không có cái chủ quyền để mà sắp đặt, mà tự nhiên nó sanh nó diệt như vậy, để gọi là vô ngã. Chúng ta quán như thế đó thôi. Thế cho nên khi chúng ta nói tùy quán thượng tướng là nó có liên hệ đến cái việc mà chúng ta tu tập danh sắc. Mà hãy nói đến danh sắc là chúng ta phải liên hệ đến bốn cái đề mục tứ danh sắc. Hãy đi chút thì chúng tôi phải quay trở lại để ôn bài chút, để quý vị nhớ. Ngay giờ trước khi mà chúng ta tùy quán tâm tướng, tùy quán anupassana đó, chữ anupassana vì chúng ta dịch theo chữ ấy, thì chúng ta nói là tùy quán. Nhưng mà cái chữ anupassana, passana là sự thấy, sự nhìn thấy, thấy một cách liên tục, thấy một cách liên tục, tức là phải thấy liền, chứ không có gián đoạn. Thì như vậy gọi là tùy quán. Chứ còn khi mà bữa nay chúng ta có nghe tin cái người đó, có cái người bà con hay là cái người Phật tử quen biết gì đó họ chết, cái mình buộc miệng mình nói ồ cái này là vô thường. Nhưng mà rồi sau đó chúng ta lại bỏ, không có để ý nữa. Thì như vậy không được gọi là anupassana. Anupassana là chúng ta quán vô thường, là chúng ta phải ngồi, chúng ta niệm liên tục. Công đức quay nhi đi đứng nằm ngồi, hễ mà chúng ta ghi nhận thấy sinh diệt, thấy sinh diệt thường xuyên như vậy đó, thì lúc bây giờ nó mới có hiệu quả, mới có kết quả. Thưa quý vị, đúng rồi, là tùy quán. Nhưng mà trước khi chúng ta học về cái phương pháp tùy quán tâm tướng đó, thì chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của vô thượng tướng là cái gì. Ở đây lấy theo trong thanh tịnh đạo đó, thì ở đây nó có bốn ý nghĩa. Nó diễn tiến sinh diệt, cái pháp nào diễn tiến sinh diệt thì được gọi là ý nghĩa của vô thường. Và đâu có giấc quất tinh đồ, quất tinh tồ. Vô thường còn có nghĩa là biến đổi, quý parin nam mà tồ. Chữ tô, cái tiếp vị ngữ ở phía sau đó, ghép đó, chúng ta đừng thấy chữ ô, chúng ta nghĩ nó là chủ cách, không phải. Mà chữ tô theo cái khía cạnh đó đó, là nó có nghĩa là theo sự, hay theo khía cạnh,
Vipritnamato là theo khía cạnh thứ hai gọi là biến đổi, và theo khía cạnh thứ ba gọi là Tavakkalikato. Tavakkalika tức là tạm thời, câu là nói theo cái khía cạnh vô thường, có nghĩa là gì? Cái gì mà nó có tính tạm thời thì cái đó gọi là vô thường. Và cái nghĩa thứ tư là nó trái với thường còn, Lichá Patikhipato. Cho nên khi mà chúng ta học Pali ở chỗ nói theo đó, cho chúng ta khỏi trường sử ngữ tung, khỏi phải bận tâm với cái chữ tô đó. Bây giờ chúng ta nói đến khổ tướng Dukkha Lakkhana thì có bốn ý nghĩa, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói nhanh á. Ý nghĩa thứ nhất, khổ là gì? Khổ tức là luôn bức xúc ở phiền hát Sambatik Pilana, luôn có sự bức xúc. Còn nghĩa thứ hai, khổ tức là khó chịu đựng, Dukkha Má. Cái nghĩa thứ ba, khổ là thân vi đau khổ, Dukkha Quá Thú. Quý vị đừng có ngạc nhiên nha, đừng có ngạc nhiên tại sao mình nói trùng là con khổ tướng. Cái nghĩa là thân vi đau khổ, đã khổ là căn nguyên đau khổ là sao? Nhưng thưa quý vị, chữ khổ ở trong khổ Dukkha Lakkhana đó, chữ khổ đó có nghĩa là bất kham. Khổ đó có nghĩa bất kham, khó chịu. Vì các pháp sanh lên, nó không có chịu đựng nổi cái sự cằn khổ, cái sự già nua, cái sự biến hoại vô thường, cho nên gọi là đúng khác là khổ. Và trong cái khổ này, trong cái khổ vô thường đó, thì ở trong đời sống chúng ta, cái khổ vô thường đó, nó sẽ tạo ra những cái thứ khổ khác, như là sầu bi khổ ưu ạ, sầu bi khổ ưu não, khổ thân khổ tâm vân vân. Thì những cái khổ mà chúng ta thường ngày gặp đó, cái đó là Dukkha Dukkha. Còn cái khổ mà sự thay đổi đúng khác là khổ do cái pháp vũ vi, để khổ nó khác. Cho nên khi mà nói đến cái tướng trạng khổ của pháp vũ vi, tướng trạng khổ của pháp vũ vi đó, nó là nguồn cội của cả sự khổ, nước mắt đầy mặt ở trong cuộc sống này. Và thứ tư gọi là trái nghĩa với lạc, gọi là xuất khát và thức khi bác. Cho nên cứ vô thường khổ vô ngã, chúng ta cứ nắm lấy cái thứ đó.
Ở trong bài khi mà nói đến cái nghĩa vô ngã tướng, hình như chúng ta bị thiếu một nghĩa ha quý vị. Vô ngã tướng là nó tan lắc hình á, có bốn, nó có ba nghĩa. Thì cô bà, quý vị chờ chúng tôi 30 giây. Xin lỗi quý vị, chúng tôi sẽ phải ghi chú để liên hệ với ở trên nhà in cái quyển Tác Hiếu A Tỳ Đàm. Chúng tôi viết trong cái phù ngã tướng nói bốn ý nghĩa nhưng mà ghi có ba thôi. Vua ngã tướng Anattalakkhana có bốn ý nghĩa. Một là trống tiếng Sunyato, hai là vô sở hữu, không có sở hữu của Asavikato, bốn là không diễn tiến theo quyền năng và sát quá thịt tô, và bốn là trái nghĩ với bản ngã Atta và tích khi bà tô, trái nghĩa với bản ngã, bốn là trái nghĩa với bản ngã. Đúng rồi. Chúng ta biết qua lý do để coi chúng tôi đọc quý vị viết hả? Chị Anh Tá và Tích Khê và Tích Khê Bà Tô A Tám và Tích Khê Bà Tô
Như vậy thì mất thời gian quý vị quá, nên quý vị thông cảm giùm. Thôi được rồi, để chúng tôi cố gắng nhớ, ngày mai chúng tôi sẽ ghi lại cái này. Thì trong cái tam tướng đó, trong tam tướng đó, thì chúng tôi phải hiểu vô thường, khổ não, vô ngã, cái nghĩa như vậy. Rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu tu tập cái pháp tùy quán tam tướng, tức là tùy quán vô thường anicca anupassana, tùy quán khổ dukkha anupassana, tùy quán vô ngã anatta anupassana. Thì vô thường tức là chúng ta thấy cái thân danh sắc là giả tạm, luôn luôn biến đổi, diễn tiến sinh rồi diệt, như vậy gọi là tùy quán vô thường. Hay nói cách khác, tùy quán vô thường tức là chúng tôi thấy pháp hữu vi, nó có nghĩa là ngoại tiêu, khởi giác thiền á, khởi giác thiền á. Còn tùy quán khổ là quán xét bằng cái trí tuệ, thấy danh sắc luôn luôn biến đổi, biến diệt, bị bức xúc, không khâm nổi. Nói cách khác đó, tức là nhìn danh sắc, thấy danh sắc thôi xứ là từ trước coi chết thì á, đủ rồi. Còn từ vấn vô ngã tức là chúng ta thấy danh sắc tự sanh tự diệt, không có chủ quyền, không theo sự sắp đặt, hay là tiếp lại là chúng là vị hành giả pháp hữu vi này không có kiên thực. Asara thiền á, chữ kiên thực ở đây chữ sara á, tức là nó không có cái cốt lõi, nó không có thực thể, nó không có cái thực thể. Cái thực thể ở đây tức là nó không có cái linh hồn, bản ngã, nó không có linh hồn bản ngã, không có chủ quyền. Điện vậy gọi asara, asara thiền á, tức là trong tiếng Hán, từ điển Hán Việt xài asara là kiên thực. Thì chúng ta quán vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta tùy quán tam tướng á, là chúng ta quán xét trước khi mình có học dung dài. Khi mà chúng ta quán xét, chúng ta nghĩ nè, ngũ quẩn có tính ngoại tiêu, đó là chúng ta quán vô thường. Ngũ quẩn có tính đáng sợ gọi là quán khổ. Ngũ quẩn có tính không kiên thực gọi là quán tùy quán vô ngã. Chúng tôi tu tập theo cái đó. Mà khi mà tu tập quán tâm tướng đó thì dẫn đến sự giải thoát.
Muốn ra sự giải thoát hay là niết bàn ở đây đó, là chúng ta chỉ có một một cái sự giải thoát là tịch tịnh mà thôi. Nhưng mà vì hành là hành giả tu tập tuyển vô thường mà đắc giải thoát, gọi là vô tướng giải thoát, nếu hành giả tùy quán khổ mà đắc niết bàn thì cái sự giải thoát đó gọi là vô nguyện giải thoát, appanihita, vimukha. Nếu hành giả tùy quán vô ngã mà đắc niết bàn thì cái đó gọi là không tránh giải thoát, gọi là sujata vimukha. Chỉ đơn giản vậy thôi thưa quý vị. Do đó tùy quán vô thường á, gọi là cũng mãi dẫn đến vô tướng giải thoát, gọi là vô tướng giải thoát môn. Anh em mới tác vì vô khám một khác. Cái phương pháp tùy quán khổ não là cửa ngõ đưa đến vô nguyện giải thoát, nên gọi là vô nguyện giải thoát môn. Appanihita vimukha mukha. Còn tùy quán vô ngã nó là cái cửa ngõ đưa đến cái không tánh giải thoát, và gọi là không tánh giải thoát môn. Sunyata vimukha mukha. Hành giả tu tiến ba pháp tùy quán này lần lượt sẽ phát sinh 10 tuệ quán vipassana ñana, và không bao lâu khi mà tuệ quán cuối cùng, tức là gotrafu ñana, gotrafu ñana sinh khởi, thì kế tiếp theo đó là đạo tuệ Makkhañana, hay là chứng được cái tâm đạo, rồi quả tuệ Phalañana để chứng được cái tâm quả. Còn đúng về 10 cái tuệ quán Vipassana ñana thì chúng ta đã được đọc, đã được nghe cái bài đọc trong đó có nói đến. Chỉ có điều là chúng ta chú ý là từ nãy đến giờ chúng ta nói về vấn đề danh sắc, thì thêm hai cái tuệ đầu, tức là phân định danh sắc tuệ, hay là gọi là nama rupa pariccheda ñana, rồi duyên sắc hiển duyên tuệ, tức là trí tuệ mà thấy được cái duyên sanh khởi duyên sắc, nama rupa pariccheda pariccaha ñana. Rồi mới đến cái thẩm sắc tuệ là cái quán thẩm tứ phổ thông. Rồi sinh diệt tuệ ý danh sắc sinh có sinh có diệt, ngoại tán tuệ phần cái nhà nó
là thấy danh sắc biến hoại tan rã, kinh quý tuệ pha nhà nát, là thấy được cái tính chất đáng sợ của danh sắc, vì chúng hoại diệt quá nhanh và không ngừng nghỉ. Quy hạ tuệ adinawa nhà nát, là thấy sự nguy hiểm trong danh sắc hưởng vi. Chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị điểm này, là khi mà chúng ta học Phật pháp á, những cái thuật ngữ Phật học, chúng tôi cố gắng làm sao chúng ta học được cái tiếng Bali. Tiếng Bali không có thay đổi, nhưng mà những cái thuật ngữ Phật học Bali đó mà được dịch ra tiếng Hán Việt đó, thì cái sự thay đổi tùy theo cái vị dịch giả. Chữ nào thì dịch chữ đó, cho nên có sự thay đổi luôn luôn. Như quán tán tuệ, có chỗ có thể dịch là diệt một tuệ. Kinh quyết tuệ thì có khi dịch là quán quá tuệ, hay là kinh hải tuệ, vân vân, muốn dịch sao dịch. Thật sự ra ở trong cái nền Phật học nước nhà Phật học Việt Nam đó, khi mà dịch kinh điển không có một hội đồng, không có một hội đồng phê dịch. Ngay cả khi mà chúng tôi làm ở trong làm việc ở trong cái viện nghiên cứu Phật học Việt Nam đó, mặc dù chúng tôi là làm ở trong vậy, ở trong các cái thành viên của cái trung tâm Bali dịch thuật Bali 27 thành viên ở trong đó, nhưng mà thật ra thì thưa quý vị, mình ai nói dịch, ai dịch được cái bộ kinh nào, cái tác phẩm nào thì cứ đưa vào đó cái viện nghiên cứu, người ta in dùm cho, in dùm thôi thưa quý vị, chứ không có ai kiểm duyệt ai hết. Vì dịch giả nào mà cẩn thận thì tự vì dịch giả đó họ sẽ cân nhắc suy xét, cho nên chúng ta không có nhất quán ở trong cái vấn đề từ Phật học, thuật ngữ Phật học. Ở trên thế giới này, khi mà người ta muốn làm việc, người ta phải có cái sự nhất quán do một cái hội đồng phiên dịch. Và cái hội đồng phiên dịch đó là có thẩm quyền để quyết định cái từ Phật học này được phải dịch cái chữ đó, phải dịch ra cái chữ đó mới được. Từ Bali Phật học này phải dịch ra cái chữ là xài luôn. Chỉ thỉnh thoảng, thí dụ 50 năm, các vị một cái hội đồng, nếu như các vị cũng mà đã viên tịch thì cử lên các vị mới, các vị đó cũng phải rõ. Và cái hội đồng đó phải có cái sự thống nhất để hiệu đính lại. Cho nên người ta mới có sự thống nhất, nhất quán nhau về những cái từ Phật học. Và như chúng ta không nhất quán thì thôi, bây giờ chúng ta cứ lấy tiếng Bali chúng ta xài đi, chúng ta lấy tiếng Bali chúng ta xài thì như vậy nó yên ổn hơn thôi. Thì ở đây đó, có tính cách tham khảo thì quý vị cứ lấy tiếng Bali Nipeda nhà nát. Chúng tôi dịch ý bố tuệ
cái tuệ nhàm chán, chán ghét đối với danh sắc hữu vi, bởi vì nó có sanh diệt. Vương chi tốt không cho tài nhà ná, dục thích, dục thoát tuệ. Vương chi sinh kha nhà ná, giảng trạch tuệ. Sân kha rút bích khai nhà ná, hành xã tuệ. Hay có khi dịch là hành lãnh tuệ. Bởi vì dịch cái tiếng hành xã đó, nó bị lấn cấn, nó bị trùng lập. Chúng ta cái chữ sân kha là hành, còn chỗ ô bích khai là xã, tức là nhìn thẳng, thản nhiên, nhìn dưỡng dưng. Nhìn dưỡng dưng đối với pháp hữu vi. Thì như vậy rồi sân kha rút bích khai nhà ná, giúp chúng ta. Nếu mà dịch là hành xã tuệ thì tưởng đâu là cái tuệ đó giống như là sản phẩm trú ở trong bốn vô lượng tâm vậy đó. Cho nên cái chỗ này gọi thứ 10 là thuận thức tuệ Anulobhasanya. Cái tuệ thuận thức khởi lên trong lòng đắc đạo, thì nó có, nó diễn ra vài sắc na. Thưa quý vị, xin lỗi quý vị chút thưa chúng tôi. Quý vị còn nghe được không? Xin lỗi quý vị có nghe được không? Dạ, tôi cảm ơn quý vị. Tự nhiên cái laptop của chúng tôi nó cái pin, nó cả pin một cái cầu cột lên. Nhưng cũng may là nó còn tích trữ được chút, chúng tôi ghim lại để cho nó sạc. Chúng tôi cũng phải lưu ý như thế này. Sự dĩ ở đây mà nói đến tuệ minh sát hay tuệ quán Vipassana Ñāṇa mà chỉ lấy có 10 đó, là vì những cái tuệ tu tiến này lý tu tiến liên thì Tilakkhana đầm cảnh. Còn nếu mà chúng ta kể tuệ minh sát có 16 tuệ đó, thì kiểm thêm 6 tuệ nữa. Ở trong đó 2 tuệ đầu, tức là tuệ phân định danh sắc, phân định danh sắc tuệ hay hiển di danh sắc tuệ, là 2 tuệ đó lấy danh sắc làm cảnh. Còn 3 tuệ là chuyển tộc tuệ, đạo tuệ, quả tuệ thì lấy Niết Bàn làm cảnh. Sáu cái tuệ thứ 16 thì lấy đạo quả Niết Bàn và phiền não đã trừ làm cảnh. Cho nên có những người thắc mắc cái tại sao có lúc gọi là 10 tuệ, có lúc gọi là 12 tuệ, có lúc gọi là, có lúc nói có 16 tuệ, thì nhờ biết cái trường hợp nào. Nhưng mà thưa quý vị, rõ quá đi. Tuệ 1, tuệ 2 phân định danh sắc tuệ, hiển di danh sắc tuệ. Cái đó là lấy danh sắc là cảnh. Còn 10 tuệ mà chúng tôi vừa kể đó, thì cái đó lấy
tam tướng làm cảnh, lấy vô thường khổ đau vô ngã làm cảnh. Sau như pháp lại post lên trên cái này ngộ, cô bỏ hai cái tuệ phân định danh sắc với hỷ duy danh sắc bỏ ra để nói ở chỗ khác. Mười tuệ quán mà vừa học xong đó là tuệ tu kiến lấy tam tướng làm cảnh, còn tuệ phân định danh sắc hay là tuệ hiển duy danh sắc đó, thì cái đó lấy danh sắc làm cảnh. Còn chuyển tuệ, đạo tuệ, quả tuệ đó, ba tuệ đó thì lấy niết bàn làm cảnh. Còn nói đến phản kháng tuệ thì lấy đạo quả đã chứng và lấy phiền não đã diệt, lấy ba cái đó làm cảnh. Phân định nói ra như vậy mà chúng ta nói chung là 16 tuệ. Ở đây chúng ta khỏi cần kể 16 tuệ. Thì hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị về cái phần này, trong cái nghiệp xứ, ở trong cái khía cạnh, trong cái phần quán nghiệp xứ Vipassana Kamatthana đến ghi thôi. Còn lại 15 phút xin được cung tỉnh Hòa Thượng giấc đẳng và hãy chia sẻ thêm. Nam mô Bồ Tát Gia, kính chúc chư tăng và chư Phật tử chúng ta được an lạc. Sao chúng ta kính cẩn Hòa Thượng Từ Siêu, mình Hòa Thượng Từ Siêu chắc chỉ còn 15 phút để thỉnh Hòa Thượng Quan Hỷ cho biết ý kiến thêm một điều. Trong bài giảng Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng cũng có giảng có vẻ như là miễn cưỡng khi mà chúng ta nói về cái cách nói là niệm thân là niệm sắc quẩn, niệm thọ là thọ quẩn, niệm tâm là thức quẩn, và niệm pháp là tưởng quẩn và hành quẩn á. Thì rõ ràng Hòa Thượng cũng thấy nó có phần miễn cưỡng. Thí dụ như mình nói niệm pháp mà chỉ niệm tưởng hành quẩn thì mình nói nó hẹp quá, trong khi niệm pháp là niệm về tứ, niệm tứ thánh đế, niệm về thích giác chi vân vân. Và ngay cả trong mình niệm về hơi thở trong đó có với hỷ thọ, mình thở vô với hỷ thọ, thở ra quán vô thường của vô quán vô ta. Thì có hỏi rất là nhiều vị thiền sư, các vị nói rằng cái chuyện mà nói rằng niệm thân là niệm niệm thân là sắc, niệm sắc quẩn, niệm thọ thọ quẩn, niệm tâm là niệm về thức quẩn, và niệm pháp là tưởng quẩn hành quẩn, thì chỉ có một vài vị học Abhidhamma ở bên Miến Điện, một vài vị thôi, không phải tất cả, thêm vào thôi, chứ ở trong chánh tạng không có đề cập đến. Thì sư huynh có nghĩ rất điều đó nó mình nên loại nó ra không? Tại vì mình nói mình quán về bốn niệm xứ là quán về năm quẩn ấy, thì thật ra nó hơi miễn cưỡng ở chỗ đó phải không? Chúng ta giống như học tủ, mình bắt đầu học tủ là nói là quán thân thấy vô thường, quán thọ để thấy khổ, quán pháp để thấy vô ngã rồi chẳng hạn. Thì không biết Hòa Thượng Từ Siêu có thấy rằng cái cách mà giảng như vậy nó giống như học tủ và nó có vấn đề không? Và chúng ta thấy rõ ràng như niệm tâm á, tâm phóng vật biết tâm phóng vật, tâm định biết tâm định, tâm cao thượng biết tâm thấp, tâm thấp hèn biết tâm thấp hèn. Thì nếu nó đơn giản về thức quẩn không thì nghe nó không biết Hòa Thượng có thấy không? Mình giảng như vậy nó có tới cái là nó đóng khung quá không? Xin kính thỉnh Hòa Thượng Quan Hỷ trở lại cho ý kiến về điểm này. Đó, vấn đề này khi nãy chúng tôi đã có trình bày, chúng tôi có nói rồi, nhưng mà chắc có lẽ là Hòa Thượng không có nghe cho nên Hòa Thượng mới hỏi lại. Chúng tôi nói đây chỉ là ý kiến. Nếu mà phân loại tứ niệm xứ mà phân theo năm quẩn á, thì cái đó là ý kiến của một số vị giáo thọ thôi. Chúng tôi có nói mà. Bởi vì khi mà dẫn chứng ra đó thì chúng ta thấy rõ là như pháp quán niệm xứ thì trong đó
có năm triền cái, có năm thu uẩn, có 12 sức bảy giác chi, bốn thánh đế. Thì trong trường hợp này, nếu mà chị nói rằng pháp quan niệm xứ là niệm tưởng uẩn và hành uẩn, thì làm sao mà trả lời trong năm thủ uẩn có sắc uẩn mà, có sắc uẩn, có thọ uẩn, có tưởng uẩn, có hành uẩn chứ? Cho nên ở trong trường hợp này thì đương nhiên là vì ở trong một cái quyển sách mà được viết đó, là chúng tôi phải ghi lại cái ý kiến của các vị, rồi sau đó mới là trình bày thêm cái ý kiến của mình để nhận xét. Nếu mà mình thấy giảng như thế bị đóng khung, cái mình loại bỏ ra, thì người sau, người đời sau khi mà họ đọc qua cái tác phẩm này đó, thì họ nghĩ rằng chắc có lẽ là mình không biết, chắc có lẽ là mình không biết cái chuyện mà mấy ngài phân định quán thân là niệm sắc quẩn, thọ là niệm thọ quẩn, quán tự quán tâm là niệm thức quẩn, quán pháp là niệm tưởng quẩn, quẩn, cho nên phải viết cho đủ, phải viết ra cho đủ, rồi sau đó mình mới nhận thức, mình mới nhận xét. Còn loại bỏ thì thật ra đó, thưa quý vị, chúng ta cũng không thể loại bỏ hoàn toàn. Là bởi tại sao? Bởi vì nếu loại bỏ hết, chúng ta nói cái gì bây giờ? Bây giờ niệm thân, thân quán niệm xứ, mà chúng ta loại bỏ, chúng ta không có cho rằng là lấy sắc quẩn làm đề mục, thì bây giờ chúng ta loại bỏ đó, chúng ta nói niệm cái gì bây giờ? Không lẽ lấy tục đế? Nếu vậy thì chúng ta nói rằng niệm hơi thở hay niệm đại quy nghi, niệm tiểu quy nghi, rồi chúng ta lấy tục đế, lấy cái tục đế hay lấy chế định để mà làm cảnh như vậy, thì quán nó đâu khác gì thiền chỉ. Cho nên chúng ta cũng phải dựa vào nói là thân quán niệm xứ lấy sắc quẩn, các ngài giảng rằng lấy sắc quẩn làm cảnh. Nhưng mà rồi chúng ta giải thích thêm cho chúng ta giữ đó, và chúng ta giải thích thêm như là để bổ túc thêm cho chúng ta không nên loại bỏ. Và ở đây thưa quý vị, nếu mà nói rằng là điều đó không có trong chánh tạng, đồng ý là trong chánh tạng không có ghi, nhưng mà ta nhìn vào những điều mà Đức Phật thuyết đó thì rõ ràng cái đó chúng ta suy ra, nếu mà nó suy ra theo thắng pháp thì cái đó là sắc chứ gì nữa, đó là sắc quẩn chứ gì nữa. Mà còn trong chánh tạng Đức Phật này không có ghi kỹ, ngài nói rằng này các tỳ kheo, thân quán niệm xứ tức là niệm sắc quẩn, quán niệm sắc quẩn, ngài không có nói đó. Nhưng mà khi ngài trình bày trong bảy cái pháp niệm thân quán niệm xứ đó, thì ở trong đó chúng ta thấy kể toàn là sắc thôi, thì cái đó cũng được đâu sao đó, cái đó cũng được không sao. Còn nếu mà chúng ta nói bây giờ, nếu mà hòa thượng nói rằng cái đó không phải là không có trong chánh tạng thì chúng ta đừng nói. Thế thì trong những cái bài giảng mà khi mà chúng ta giảng hàng ngày đó, có những điều mà mình dẫn chứng ý nghĩa mà hoàn toàn là không có trong chánh tạng và cũng không có trong chú giải, nhưng mà tại sao chúng ta giảng được? Cái đó là do chúng ta suy ra thôi, do chúng ta suy luận ra thôi. Thì cái vấn đề đó thưa quý vị, nếu như mà chúng ta phải theo một cái nguyên tắc, cái gì có trong chánh tạng hãy nói, thì trong trường hợp này thì tất cả những cái bài giảng mà từ trước đến giờ, nói thật ra đó, những cái bài giảng của hòa thượng giảng về thắng pháp,
Về tham sân hữu thông ở trong đó cũng có những điều mà không có trong chánh tạng. Thí dụ như bây giờ giảng về hữu ái và phi hữu ái, thì trong trường hợp đó là không có trong chánh tạng, cũng không có trong chú giải. Thì trong trường hợp chúng ta nghĩ sao? Do đó cho nên chúng ta phải chấp nhận là chúng ta giữ một cái khúc lỗi, nhưng mà chúng ta bổ sung thêm. Cũng giống như là bây giờ, cái thời buổi giờ khác, khi mà họ nấu thức ăn đó, họ nấu canh chua, họ thêm cái này thêm cái kia, nó không giống cái canh chua nguyên thủy. Canh chua hồi xưa ở miền Tây Nam Bộ họ nấu khác, nhưng mà bây giờ họ cũng phải giữ một cái gì đó, nó là cái căn bản, đó là cái căn bản, cái nguyên liệu căn bản ở trong cái nồi canh chua. Rồi bây giờ thêm cái, theo cái thời đại người ta muốn thêm cái gì tùy theo cái khẩu vị. Ăn bánh xèo cũng vậy, hồi xưa thì người ta ăn bánh xèo người ta ăn thuần những cái rau nào đó thôi, còn bây giờ thì vì theo cái khẩu vị người ta hái lá rừng người ta thêm vô trong đó. Chúng ta cũng, nếu mà chúng ta không có theo cái gốc quá, thì chúng ta đứng mất cái bản sắc. Còn nếu mà chúng ta chỉ theo cái gốc và không có nói cái ngụm đó, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ không có, chúng ta sẽ không có nấu được nhiều. Mà nếu mà chúng ta có nấu chăng đi nữa thì nó cũng lệch lạc. Thì đó là cái điều mà chúng tôi xin có ý kiến như vậy. Sao thú, bác sư huynh xin đề nghị đó là cái cách nói của chúng ta mà nói thân nói tủ á, nó học tủ, tức là ví dụ như bên Bắc Tông nó là quán thân thấy vô thường, quán thọ thấy khổ não đó, thì mình hiểu rồi, cái cách nói đó nó hạn chế quá. Thân thì đồng ý là quán vô thường rồi, nhưng cũng thấy khổ, thấy vô ngã trong đó, thọ cũng vậy. Và bây giờ mình nói quán pháp, ở trong đó có thân giác chi hay tứ đế, nói tứ đế mà quán tưởng quẩn và hành quẩn thì thật ra nó rất là hạn hẹp. Và chúng ta cũng phải nói một điều rằng cách nói đó là một nói rất sai, cách nói rất nói gây ngộ nhận, và cách nói đó cách nói của một vài vị thôi, chứ không có trong sớ giải và cũng không có trong chánh tạng. Thì không biết tại sao mà chúng ta lại nên lặp lại điều đó. Tại vì rõ ràng là khi mà mình nói là quán thân là niệm thọ, sắc quẩn, quán thọ niệm thọ quẩn, quán tâm là niệm thức quẩn, và quán pháp là tưởng quẩn, hành quẩn, thì đúng là chúng ta cố gắng để chúng ta nhát năm quẩn vào trong bốn pháp quán niệm đó. Thì không biết chính Hòa Thượng cũng nhận là đó là một điều rất là miễn cưỡng, nhưng mà chúng ta phải giữ điều đó để làm cho Phật tử hiểu sai quá. Dĩ nhiên mỗi người có một ý rồi. Mà đúng ra đó thì cũng có thẳng là cái vụ mà niệm sắc niệm thọ tưởng hành thức là nó lấy từ một cái quyển tứ niệm xứ của một vị sư người Miến Điện dịch ra tiếng Anh và dịch thành tiếng Việt bởi bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện. Nhưng mà khi sang Miến Điện hỏi á, thì hầu hết những vị kể các ngài Pandita thì các ngài cũng nói là không nên hiểu như vậy. Thì có lẽ là để không biết sư huynh nghĩ là mình có nên giữ cái đó hay không, hay là mình nên loại bỏ đi, mình đừng nhắc đến, tại vì nó rất là nguy hiểm, dễ làm cho Phật tử ngộ nhận lắm. Như mình nói niệm tâm, nó niệm thức quẩn, nó thật ra hạn chế. Tại vì tâm rõ ràng tâm có tâm tầm thường, biết là tâm tầm thường, tâm cao thượng, biết tâm cao thượng, tâm có định, biết tâm có định, tâm không định, biết tâm không định, thì mình cũng có thể nói về hành quẩn trong đó, chứ tại sao mình chỉ nói là thức quẩn thôi. Thật ra về điều này đó thì cũng rất là mong là chư tăng, đặc biệt là chư tăng bên Nguyên Thủy mà học phi diệu pháp á, mình đừng nhắc đến chuyện là niệm tứ niệm xứ là niệm thân là sắc quẩn, niệm thọ là thọ quẩn, niệm tâm là thức quẩn, và niệm pháp là hành tưởng quẩn và hành quẩn. Thì cho đến giờ này mà sư huynh chứ thấy rằng chúng ta không nên nhắc là tốt hơn là mình nhắc tới. Dạ. Thưa quý vị, đây cũng là một điểm rất là thú vị, và thỉnh thoảng chúng ta nên nên bàn lại, tại vì mình đừng bao giờ nghĩ rằng mình có một cái hệ thống rộng lớn mà mình không có sự dị biệt. Luôn luôn mình có một vài cái sự dị biệt ở điểm này và điểm khác. Thì bây giờ có lẽ đã hết giờ rồi, thì chúng ta xin
thưa rằng ngày mai này chúng ta sẽ trở lại với môn tương bộ và vị giảng sư là Thượng tọa Tuệ Quyền. Xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào biển Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Một bữa thai dạng.